Chào mừng mọi người đến với chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, chợ lớn nhất Việt Nam. Chợ nằm ở đường Quảng Trọng Linh, phường 7, quận Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Welcome to Bình Điền Market. Qua các loại hải sản tươi và ngon thì mọi người hãy vào nhà lòng web. Đây có đầy đủ các mặt hàng thủy hải sản. Bây giờ chúng ta cùng thâm nhập vào nhà lòng ép xem ở đây người ta bán cái gì, giá cả thế nào nhé. Bên nha. Rồi hôm nay chúng ta lại đi chợ hải sản nhà lòng ép nha mọi người. Hôm nay thì anh cũng có đi bên mua ốc nhiều. Này đi mua ốc hơi bị nhiều. Mà review không còn nhiều. Vì vậy mua nhiều quá phải đi nhanh tranh thủ để thôi nó hết các mặt hàng mình xài. Có số mặt hàng bị hút dữ lắm. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật nè. Rồi số điện thoại của anh là 036 238 5669. Rồi công việc của anh là đi mua hải sản online cho mọi người nha. Những cái clip này là anh đi mua online cho mọi người không đó. Còn việc chính của anh là buôn bán cá biển, cá hàng hai, xả cá thác lát trong chợ Bình Điền. Mọi người có xài các mặt hàng đó thì ủng hộ anh nha. Rồi thôi hôm nay dẫn mọi người đi chợ thôi. Rồi đây là chả cá nàng hai, chả cá thác lát cơm bên giữa của anh bán nha mọi người. Này là chả nguyên chất luôn. Giá của nó hôm nay nó còn 170.000 nha. Mọi người có xài thì ủng hộ dựa có ăn. Nên đặt trước nha mọi người. Để nhiều khi ăn là không kịp. Này là cá thác lát gút xương nha mọi người. Tẩm ướp gia vị luôn rồi. Mình về chỉ cần chiên là xong. Giá của nó là 210.000 nha mọi người. Có xài thì ủng hộ ăn nha. Dẫn mọi người đi chợ cho vui. Này lúc mọi giờ gửi. Chúng ta đang đi trong cái chợ lớn nhất Việt Nam. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền. Đi ở chợ này là chợ ta bán sỉ thôi nha mọi người. Đi mua lẻ 1-2kg thì người ta không có bán đâu. 1-2kg, mấy cái con cá bông lao, cá chẽm rồi thì 1-2 con ta bán hết. Những con cá nhỏ nhỏ thì người ta không bán 1-2 con nha. Mọi người đi mua lẻ trong đây thì đừng nên dạy dột mà trả giá như ăn. Ăn thiện đi mấy chỗ quen mới trả giá cho vui vậy đó, còn mấy chỗ lạ đâu có trả giá đâu. Trả giá người ta đuổi chạy đi không kịp rồi. Rồi thôi giờ anh đi mua 1kg một lá nữa nè. Nè mọi người thấy bà Bảy quen thuộc không? Đi giữa bà Bảy mới dám lá bà con này bán như vậy chị? Bảy ơi lá bà con bán nhiêu hả? Bán nhà 22 dữ trời, lá sồ người ta có 230, bán này 202. Mình mua 1kg có bán không ta? Bán luôn hả? Một cái ống nãy đủ 7kg không? Ý gì? Đủ 9kg không? Thiệt luôn hả? Bán thiệt luôn hả? Không mà bớt đi, bán vậy là mắc lắm á. Hả vậy? Đấy. Bán nhiều? Nó bán chừng 200 được rồi, ba con bán chừng 200 được rồi. Rồi, nay mua cho bạn này về ăn lẩu rồi được 200.000 đó nha. Bảy bán cho về ăn đó. Bán thiệt tình, mua nhiều là không bán á. Mua nhiều là không bán cho đó đó. Rồi thì ăn trả giá cho vui nha, mọi người đi chợ mua 1-2kg đừng nên trả giá như vậy nha. Cái này ông khuyến khích mọi người đừng nên trả giá như thế. Không có tốt cho mình. Đi mua cá bớp mọi người ơi. Cá bớp anh ơi. Bớp con. 3kg.
hai con ơi. Cái sọc đen này. Hai con. Sọc đen này vậy? Có sọc vàng không? Giá nhiêu? Hả? Giá nhiêu? 28 là 128 nha mọi người. Con 3 kg rồi, cái mấy hả? Con chừng 2 kg mấy được, một con ha. Con 3 kg mấy? Con 3 kg mấy, con 4 kg mấy đi. Con 3 kg mấy nè. Con 4 kg mấy nè. Con 2 kg mấy 3 kg. Lận giá hết nha. Chứ giờ sao? Giờ anh bán sao? 25, 30, 28. 25, 30, 28. Rồi, con 4kg là 130. Ê, mập không? Không, không. Rồi, ok, con này 2kg mấy, 2kg mấy là có 125 thôi nha mọi người. Rồi, ok, rồi, em kết thúc đó nha. Vòng vòng đây cá nhiều quá trời nhiều. Cá chim. Trời ơi, cá chim. Trời ơi, cá chim giờ này bán chỗ sớm vậy. Cho cá chim nha chị. Chim gì chứ? 125.000 bạn ơi, chim sống luôn á. Chim sống 125.000 nha mọi người. Lúc này nó rẻ vậy đó nha. Chim chết chắc, chim chết còn nhiêu? Chắc còn 120 hả? À? Chim chết còn 100. Giá màu tại này là cá sống được là không à, không có nào. Kì vậy? Kì vậy? Chết với sống bằng nhau vậy mọi người, nên chọn loại nào đây? Tại này sống được à. Rồi, ok. Ống mọi người ơi. Tới vừa 7 mua một ống nữa. Ống lớn nó lại nhiều. Nè không mua một lá nữa, đổi chiêu rồi. Đổi xa hướng mua một ống rồi. Này bán nhiêu? Cỡ này nè. Có bớt không? Này 24 bị mắc à. Ở bên đây nhiêu? Này 230 sao bán bạn định quán ơi. Mắc quá chắc tôi nghỉ nữa quá. Cái này 7-8 con luôn, bán dữ vậy gái. Con này bán 23 đường nè. Nè 23 đường rồi. Có chừng dập. Có đồ mà cao quá à. Tống thước rồi bán giá đó mà. Cái này nhỏ hơn bán giá đó rồi. Ông thương là bán 24.000 kìa. Vậy là tại em bán mắc. Rồi ơi. Rồi mà ống hôm nay là 240 mọi người ơi. Thằng VIP này nó hiếm lắm. Ít lắm bởi vậy nó mắc. Phú Quốc thì nó nhiều mà nó rẻ hơn. Thôi bớt đi cái. Cho mấy ống thước vô luôn nha. Ờ, lấy đại luôn đi. Có nhiều con lớn vô hết đi, lấy 8-9 kg gì đó. Rồi, khách hàng của anh ơi, hôm nay là mật cống VIP là vậy đi nha. Nó thấy nhỏ, lựa hồi nhỏ xíu đi. Cái nhỏ này bán 22 được rồi nè. Còn nữa không vậy? Có nhiêu đây thôi. Trời, 230.000 cho bán. Cho bạn này nghỉ nữa rồi. Lô động cái này chạm kìa giật kìa. Rồi, hôm nay mình ống mua vậy đây. Ngon hơn lấy cái này 4-5 con, có được vài con ống thước ta cho luôn. Ống thước là nó dài vậy nè mọi người. Nè, cái này anh chỉ cho những người chơi khách hàng chưa biết nha. Những khách hàng biết rồi thì bỏ qua thuốc này cho anh nha. Nè, nó bằng cái điện thoại luôn rồi. Cái đó thì người ta lấy ra thì người ta bán giá mắc hơn. Ở đây chặt, còn quá giật ở đây nè. Một số khách hàng xem con đó không được, không để ý.
Rồi thôi được nhiêu hả? Hết rồi hả? Bốn đục mọi người ơi, mà mua có 2 kg à. Để con xé vô luôn. Nay ăn đi mua lẻ không à. Bao nhiêu thì hay đâu mua nguyên cỏ đâu. Bán nhiêu cho người ta nè? 18. Ồ, 80 ngàn. 80 ngàn mọi người ơi. Heo mua đi. Để tôi mua luôn à. 7 hả? Lấy 2 kg được không? Mới lên bờ hay gì? Mới lên bờ để chút xíu hốt. Để bị đốt con lòng à. Vậy con lao này nhiêu vậy? 1.2 hoài vậy, con ký gửi này nhiêu? Ký gửi sáng người ta bán có 90 ngàn kìa. 70 ngàn cũng có nữa. 70 cũng có nè. Tính lại này bán nhiêu? Tính lại này nhiêu? Sống mà bị hẹo á, tùm lum có. Sáng ta bán cá ngon luôn, có 90 ngàn à. Bớt đây 100 ngàn thôi. Ký gửi này hạ 100 được rồi. Sao không có được? Ăn mua có con nha mọi người. Mọi người đi chợ mua có con đừng trả giá dạy dột như ăn vậy nha. Đừng dạy dột làm vậy ta gượt chạy không kịp à. Nè những con vậy nè. Nè mấy con này hả chị, mấy con này bán nhiêu? Mấy con thẹo thẹo vậy bán nhiêu? 70 quá hả? Trời ơi này ngon luôn á nha mọi người. Nè. Nói chuyện ngon luôn. Có bán không Đặng mai mốt? Mai bảo đảm sẽ có người đặt. Kiếm mày kiếm mấy cá thẹo rồi nè. Cái xác này nhiều à? Có xác. Chạy. 135 ngàn có bự. Bự 135. Vừa vừa là nhiêu chị? Vừa 120 hả? Trời bữa nay đi mua cho các khách hàng nấu toàn nguyên nồi lẩu không à. Con bông lao. Một ký đậu mực, một ký mực. Bó tay thiệt chứ, ai cũng nhận luôn chứ, này liều dữ ta. Hình như lu bu á, lu bu rồi không có trả lời người ta được, giờ này ta ngủ rồi. Lúc này là anh đi là lúc 1 giờ rưỡi khuya nè mọi người. Sao ta đi hết trơn vậy, có mắc không mà ta đi hết trơn vậy? Có giá mắc không mà ta đi hết trơn vậy? Thôi vô mở hàng tôi 2 kg đi. Để hỏi đi hoài đó. Thôi là làm sao? Mở hàng 2 kg đi. Để hỏi đi không thấy không? Tôi mở hàng cho. Đúng liền. Ê, cái chẻm này nhiêu vậy? 55 hả? Rẻ vậy? Bữa hổm tới đâu 60 ngàn lận chừng. Ờ. Nay 55. Rồi xong. Đừng nói vậy chứ nó khách tới liền thấy không? Cô này cá phai mọi người ơi, dẫn mọi người đi mua cá phai thôi. Cá phai thì hàng này hàng hiếm rồi. Nay mua được giá 101 nha mọi người. Xúc cá phai lên anh. Mua mình lựa từ con mọi người ơi. Đi xô nghe chắc. Thôi quăng lên đây đi lụm một vài con cho nó vui. Khoai này về làm gì lâu quá không ăn quên làm gì luôn rồi. Nhúng con mẹ. Nấu canh ngót mọi người ơi, nấu nước canh ngót nhúng cà phê này ăn ngon lắm nha. Cà phê này mình ăn khỏi cần nhai luôn á. Nút không à. Nút cái thịt đó nè. Nó cũng có xương dăm. Nó có một lượng xương chính giữa và những cái xương dăm nha. Xương dăm nhưng mà xương dăm nó mềm lắm. Xương dăm mềm nó mình lựa được hết, nếu nuốt luôn cũng không có sao. Nó không như những con cá mà loại xương cứng. Rồi.
nay em mua cho khách hàng này ở Tiền Giang. Cái hàng này ở dưới chứ không có. Ở Sài Gòn thì chắc có thể thì có. Ta mua về ta bán, còn ở Tiền Giang thì đâu ra. Cái chỗ này thì người ta bán cũng dễ xíu nên ăn đứng lựa thoải mái. Những chỗ khác là rồi ta lại ta hốt. Chỉ cần một nắm của người ta là đủ 5kg á. Cái khoai này bụng quá. Cái khoai cũng có bụng nha mọi người, chứ không phải chỉ con mực không đâu nha. Con bụng bự, con sát bụng nữa đó. Cá này thì có người thì thích cá bự, nhưng theo anh nghĩ thì không có quan trọng là con cá bự đâu. Con cá vừa vừa vậy mà nó ngon là được rồi. Có nhiều khi những con bự này cái bụng nó dữ lắm. Con bự ngăn ngán quá, nó ấn ớn thì sao đâu. Mua những con nhỏ nhỏ sát sát bụng như này cho nó chắc. Nè bán giá lớn nhỏ là muốn lựa nào lựa nè. Rồi thôi ăn kết thúc con cá khoai ở đây. Ô bữa nay đi mua đồng mực mọi người ơi. Đi mua bữa nay đi mua 1kg luôn mới ghê chứ. Cho bạn này về bạn làm nguyên cái lẩu luôn. Ký đồng mực, ký mực lá. Đầu này đâu lớn hả vậy ba cái? 145 hả? Bán cho 1kg về ăn được không? Cái này mà về ăn giùm ta. Hả? Bán cho 1kg về ăn được không? 150 cũng lấy nữa. 160 cũng lấy nữa. Là 150 nha bạn ơi. Mua 1kg lô là không bán nữa kìa. Đầu nhỏ này nhiêu vậy? 115 đó hả? Nè đầu lỡ lỡ là 115 nè. Đầu lỡ lỡ vậy là 115 nha mọi người. Nó có lộn nhỏ nha, nó cũng có cái đầu lớn vậy. Mà nó cũng có đầu lỡ vậy. Không có cái lộn 130 nữa. Không, đầu này chưa có lấy. Đầu này không lấy nha. Xúc cho người ta đi nha, lấy 1kg đầu kia à. Bữa nay về ăn. Rồi đi mua tôm đất mọi người ơi. Cá tôm đất này nhiêu vậy? Rồi đất này chết nhỏ rồi. À, tôm đất này 230 luôn mọi người ơi. Nhỏ như mấy bữa nay qua mua có bao nhiêu? Qua mua có 200 mà. Nó lên 230 nó hết nước rồi, nay còn có 1 thùng, qua được 3-4 thùng. Nay còn có 1 thùng ngọt. Cách nào là khách? Cách nay ăn có 2kg à. Mắc về sau đây. Bớ cơm vậy Kha. Lên cái 10.000 thôi, lên gì 30 như vậy. Anh em mình chia tay luôn á. Cho anh gõ nhỏ anh xúc coi. 15kg à. Thôi lấy 2kg à. Tính lấy 5kg cho người kia nữa mà. Không biết ta sao nữa, người này thôi mua cho khách này đi. Lên nữa nghỉ mùa đó, bữa nay nữa là nghỉ mùa đó. Tại lỡ nhận người ta rồi ta nói không sao. 250 bỏ ngoài. Nhỏ nhỏ, lụm nhỏ à. Anh lụm nhỏ không, tôm này đâu có chết đâu. Rồi bữa nay nó 230, 220 mọi người ơi. Mai chắc nó lên 250 luôn đó. Mai mọi người đừng đặt tôm đất ăn nha. Không nhận đâu, nó nhỏ nhỏ vậy không đây mà giá này thà lớn. Bữa nay đi 6, đi 7 chứ nhật. Rồi đủ rồi Khá ơi, 2kg à. Khoan từ từ, ta dạt mấy con nhỏ ra. Nhỏ nhiều lắm. Nhỏ thấy không? Nhỏ ní không. Nhìn camera của bộ dễ lựa hơn. Nhìn ngoài bị chói mắt quá.
Quýnh như mà gà vậy. Vô cầm mà gà nó như, mới bự. Như quýnh cờ vậy, người ngồi ngoài sáng, người ngồi trong. Rồi ok, con dẫn mọi người đi mua các hàng tôm Cà Mau luôn nè, tôm thiên nhiên á. À, tôm này người ta nuôi trong cái những cái vuông ở Cà Mau nha mọi người, chứ không phải ngoài sông đâu nha. Nó thiên nhiên là thiên nhiên kiểu đó. Lâu lâu người ta rút nước ra, rút nước vô á, người ta chỉ là nuôi kiểu người ta không có cho ăn thức ăn thôi. Rồi tôm thẻ biển nay có tôm thẻ biển đẹp đâu trời. Rồi vị khách này mua có 2 ký tôm thẻ biển còn không có luôn. Rồi mấy cái loại tôm thẻ, tôm sú mất tiêu hết rồi mọi người ơi. Đây có được miếng này chừng ký lô. Miếng này ngon chừng ký lô. Có lúc con tôm thẻ biển cái màu nó vàng vậy lắm nha mọi người. Thẻ biển đúng đó mấy loại ngoài biển luôn. Còn tôm này là chỉ là tôm thiên nhiên ở Cà Mau trong mấy cái vuông thôi. Rồi người ta bắt lên người ta dập đá nên nó ra nó màu nó không có đẹp vậy. Nó vậy chứ nó không có đẹp như con tôm thẻ mà sống. Để sống thẻ nuôi á. Cái màu nó chỉ vậy, cái đầu nó hơi sức sức vậy nè. Đó. Thì cái đầu thì ân khuyên mọi người nên bỏ cái đầu, vì cái đầu nó cũ. Cái này như vậy má. Trời ơi sao mắc cái vậy? Bớt không? Bớt không vậy má? Má vui vẻ lên xíu coi, lâu quá nhỏ không xuống mua này. Ngon luôn. Phải không? Nước kém hả? Rồi này tại nước kém. Nó kêu giá mà đi luôn á, thèm không cho trả nữa kìa. Thấy bà chủ không? Chủ nóng tính rồi, nay đồ ít rồi chủ nóng tính lắm. Đồ nhiều mà tội chủ mới dễ chịu. Trời ơi cái này nó không ngon rồi. Nó thấy không? Mọi người thấy đi mua 1-2 ký thấy dễ không? Lấy mọi người 30 ngàn á, có được dự ý không? Thấy không? Thấy ta mặt nặng mặt nhẹ không? Rồi 250. Để coi cái này bưng đi năn nỉ nữa nè. Năn nỉ bớt giá bớt, lấy còn không bớt thôi nữa nè. Má ăn cái chẻm lớn này nhiêu vậy? Cái chẻm lớn này 120 vậy? 120. Có bớt không? Bớt hơn con điện ta đặng lấy ra. Không không. Không nó thoái lớn vậy à, 7-8 ký, 10 ký vậy á. Con này 9 ký luôn mọi người ạ. Má, thẻ này bớt con 20 đi. Ồ, vậy đi, trời dễ thương hết sức không? Rồi, 230 mọi người ơi. Cái này là có giá luôn không á? 115, 45 ngàn. 45 ngàn. Chứ không bớt được 10 nữa hả? Phải không? Rồi, tôi trẻ mức này nó ít lắm mọi người. Giá nó cao. 101 nè. Cái này 6-7 ký không á? 5-6 ký. Còn ngoài đó là ta là 9 ký rồi hả? 9 ký. Rồi ok thôi. Đó, sẵn nè, quay cá đối. Này cá thiên nhiên luôn nè. Cá đối sông nè, thiên nhiên. Móng đục, đục sông luôn. Rồi cá nâu nè, nay có cá nâu trời ơi, hôm qua cô kêu mua cá nâu. Cá nâu không có, cái ăn dục gì cho 2 ký cá nâu ăn. Vừa có la quá trời, trời ơi, nay cá nâu quá trời ngon luôn, mà không ai đặt hết trơn. Ôi, ngon quá. Thủy ơi. Cái nâu ngon quá trời. Đây, cá chép. Cá chục coi Thủy. Chép 70. Cá chục Thủy ơi. Mấy cái đồ này là vô giá, vô sai, do cái người bán, người ta muốn bán nhiều ta bán. 100 ngàn. Cá chục đi. Cá chục, tóc chục. Trả giá ghê không? Người thấy đi chợ xanh đẹo không? Người này trả giá ghê không? Cá ngon quá trời luôn. Cái chép này thịt không nha mọi người, cái mình nó thịt không á. Mà ăn nó thịt nó mùi vị sao ta? Có ai biết không? Ăn không biết nữa. Không biết có mùi vị đó rồi. Rồi thôi kết thúc mấy con này, bữa nay ăn không đi mua mấy con này, ăn không có hỏi giá cho mọi người được nha. Rồi siêu thị mini của ăn hôm nay đây mọi người ơi. Cái mặt hàng cũng thông dụng thôi. Có cá mó này hôm nay bạn này ở Vũng Tàu. Bạn Vinh Vũng Tàu nè. Anh cũng nói tên này chứ mọi người cũng không biết đâu. Kêu mua cá mó, hên ở này có lô cá mó này ngon quá. Mới vô hàng mới vô luôn nè. Mó lai nha mọi người. Mó xanh lai nè. Kêu mó lai.
bạn mua con cá gúng hoặc là con cá này cho ăn ba lựa chọn, hoặc cá này với cái gì nữa quên mất tiêu rồi, thấy cá này ăn chập liền. Hôm nay các khách hàng của anh em muốn mua cái món này mà không có. Con này con phản ký cái máy gì đó mọi người, cái máy có nhỏ hơn nữa, nhưng cái nhỏ thì ít, không biết mua này đúng ý các bạn hay không đây nữa. Rồi cá thì đây có cá tầm, tầm Đà Lạt mọi người ơi, 155 ngàn. Đây con phản ký cái máy à, tầm này tầm Đà Lạt nha, còn có tầm Trung Quốc nữa. À, tầm Trung Quốc hình như nó mắc hơn cái này 5 ngàn thì phải, hình như là vậy. Tầm Trung Quốc thì lớn hơn, tầm Trung Quốc có con 4-5 ký luôn á. Nghe nói Trung Quốc thấy cũng ghê ghê, ăn đó giờ chưa ăn cái tầm Trung Quốc, không biết thịt nó ra sao, nó khác con này hay không. Rồi cá mú luôn mọi người, cá mú thì 155 ngàn, mú thì nó có giá hết rồi. Mấy con cá này là mấy con cá làm tiệc ăn thì cũng gia đình mình cũng có ăn, nhưng mà ít, thường thì có nhà cái tiệc tùng gì mới mua nó về làm lẩu. Cá mú thì cái gì đó hấp, cái hấp cái gì á, anh cũng không biết nhiều về các món ăn. Rồi tôm càng hôm nay là 230 ngàn, cái loại này loại 11-12 con nha mọi người. Cái này là hàng ân mới lấy về nên anh cũng cố gắng tranh thủ ân làm, lúc này anh quay clip cho mọi người xem, sau đó anh sẽ dập đá vô. Rồi còn tôm đất, tôm đất hôm nay tới 220 nha mọi người, đất nhỏ chứ không có lớn nha. Thì anh cũng lúc mua thì anh cũng review cho mọi người, thì giờ về anh cập nhật giá lại cho một số khách hàng, như là xem lúc đó nó bị qua lo. Nè tôm càng ăn mua 1 ký luôn nè, 1 ký ăn cũng nhận mua, mà với điều kiện một số một vài mặt hàng ăn mua được nha. Nhưng mọi người thấy rồi đó, mua ít ít là người ta không có cần mình đâu, đợi tới đó là người ta không có cần mình. Như tôm đất được cũng vậy nè, ăn mua được 1 ký hết, nhưng mà nhiều khi cũng khó, nhiều khi chỗ này không có là ăn bó tay ăn đi mua không được. Rồi con tôm thẻ biển nè, ăn mua cho chị này, khách hàng này thì 2 ký, mà giờ có 1 ký thì ăn cũng phải lấy luôn, bởi vì có cái kia nó xấu quá nên ăn không lấy được, ăn chỉ lấy hàng gọi là trong vừa mắt tầm mắt của ăn thôi. Giá là 230 ngàn nha mọi người. Tôm thẻ biển nè, tôm thẻ này anh thẻ xong thôi chứ không phải thẻ biển, nhưng mà nó được cái nó tự nhiên, không có nuôi. Đây tôm thẻ nuôi đây, thẻ nuôi này là 20, khoảng 26-27 con, lần tôm lớn nhất rồi, tôm lớn, tôm thẻ lớn nhất của tôm thẻ nè. Có loại 20 con nữa nhưng mà nó ít lắm, lâu lâu nó mới có. Giá của nó hôm nay là 170 ngàn nha mọi người. Nó thì càng nhỏ thì nó sẽ giá nó sẽ càng thấp 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 từ từ vậy đó, ví dụ như 30 con tới 35 con thì nó sẽ rẻ hơn xíu vậy đó, cứ rẻ hơn 5 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn tùy theo cái lô tôm của người ta. Có loại tôm thẻ xanh nữa, tôm thẻ mình nấu màu xanh không nó sẽ rất là rẻ, trong đó thì thịt nó rất là mềm. Rồi hôm nay thì ăn mua mực, mực ống à, không có đi mua mực lá. Đây mực ống, ống thì ông mua ống VIP chứ không có mua ống ống của Phú Quốc nữa, Phú Quốc thì nó dẹp dẹp. Nếu mà không có con ống VIP này thì anh sẽ mua Phú Quốc, mà có con ống VIP này anh sẽ mua cho khách hàng ống VIP, vì khách hàng mua về cần mực ngon nên anh sẽ mua cái này. Giá của nó hôm nay anh mua là 240 nha mọi người, 1 ký nó tới 4-5 con lận á. Có một số con ống thước nè, ống thước thì con này chắc khoảng nửa ký 6 lạng đó. Cái này nó không phải xấu đâu nha mọi người, nó bị gãy cái cây á. Thường mực ống nó có cái cây ở đây nè, mọi người mực thì biết rồi, nó có một cái cây đây nè, mà cây này nó bị gãy nên nó mới bị cong vậy. Còn anh cầm vô con mực là anh biết con mực xấu hay đẹp rồi, nhìn bề ngoài trước tiên, nhìn bề ngoài thứ hai cầm vô mực là biết nó đẹp hay xấu. Thì mình mua thường thì mình sẽ biết à, mọi người mua thường thường đi, về nhà cầm con mực ăn mua cho mọi người là biết xấu hay đẹp liền. Ăn mua cho mọi người là cái hàng nào liền hả. Con mực thì thứ nhất không có nhìn bề ngoài, thứ nhất bề ngoài nó đi, nhưng mà bề ngoài một phần, thứ hai mình phải cầm đụng tới nó nữa, cái độ ngon nó kỳ lắm, không biết đâu mà chỉ cho mọi người được. Rồi ok, giờ còn gì nữa đây ta, trời mực lá nè, nè mực lá mua cho bạn này 1 ký luôn nè, mực lá loại 3 con 1 ký mua được hai giá 200 ngàn. Cái này là giá hữu nghị nha mọi người, hữu nghị quen biết, mua về ăn, nói ăn đó mấy cái giá hữu nghị vậy thôi. Còn mọi người nè, mua thì ăn mua 1 ký, ăn cũng tính tiền công bao nhiêu đó thôi, mà mua 3 ký thì ăn cũng tính tiền công bao nhiêu đó thôi, bởi vì cái công 1 ký này nè ăn đi còn khó hơn
mua 3 kg nữa mọi người. Khó hơn nó thấy vậy nó 1 kg chứ không phải là tính ra nó mắc, đối với mọi người thì mắc thiệt, nhưng mà đối với ăn thì đi kiếm những cái chỗ mà bán 1 kg 1 kg này rất là khó. Nhiều khi mấy cái chỗ mà quen á, người ta hết rồi mình đi những cái chỗ khác mình phải năn nỉ người ta. Đó, chứ không phải là muốn mua cái là vô bán cho tôi 1 kg đó là người ta bán đâu. Không phải chuyện đơn giản vậy đâu. Nè, như cái đầu mực nữa nè mọi người. Đầu mực thì 145 nè. Bác mua nhiều. Mua không 3-4 kg được, nói chung là ăn mua được 3 kg đổ lên á thì ăn sẽ trả giá được. Còn này ông mua cho bạn này chỉ có 1 kg thôi. Nên đang chấp nhận giá 150 luôn. Chỉ cần người ta bán chứ không cần giá cả. Mà giá cả thì nói chung thì cũng vừa vừa, người ta lấy lời cũng vừa vừa chứ không phải là quá đáng. Cái bóng đục cũng vậy. Bóng đục thì ăn có review cho mọi người xem rồi đó. Đó, ăn cũng đi những cái chỗ quen, người ta mới bán cho mình 2 kg khi mà người ta mới đổ hàng lên luôn. Không mua cái size này không biết sao, nó không biết bao nhiêu nữa. Bóng đục thì rất là ngon nha. Về mình nướng muối ớt nha. Các anh các chú nhậu nướng muối ớt ăn thử đi. Mưa này giờ nướng muối thơm nếu mà chưa dùng á, về nướng muối ớt thử đi biết. Ghiền luôn á, nhậu ghiền luôn. Nó ngon lắm nha, rất là ngon. Ân không có dám nói mà qua con cá nào qua cá nào hết, nhưng mà ân nói là ngon, rất ngon. Rồi, giá của nó là 170 ngàn, hôm nay ân mua 170 ngàn. Rồi xong, siêu thị mini ân tạm thời như đây. Tương quen thuộc đó ân. Ân đi mua sò ốc mọi người ơi, đi chợ ốc. Chợ ốc thì ân đi khoảng 2 giờ rưỡi tới 3 giờ. Đi khoảng giờ này là mình mua lẻ rồi thoải mái. Mọi người muốn mua lẻ thì nên đi khoảng giờ này nha, giờ này đối giờ sáng. Đi sớm quá thì người ta hàng ta mới vô người ta không bán lẻ lắm nha. Nói chung ta cũng kiên kỵ cái người mở hàng á, mình mua nhiều khi kêu giá mình cũng gạt bé dữ lắm. Giờ này mình mua mình vừa ý thì mình mua, không vừa ý thì mình đi thôi. Đừng có trả giá nha, trả giá là phải mua đó. Rồi mình đi trả nha. Rồi tới chợ sò ốc rồi mọi người ơi. Hôm nay thì nguyên thực đơn của ông Hân thì ốc rất là nhiều. Này ngao hay còi nè, sò lụa trắng. Lụa còi này nhiêu vậy anh? Hai sậy vậy? Bớt không vậy? Hai sậy hôm nay là giá cũng ok mọi người. Hôm qua cái này tới 201, 202 vậy. Bớt không vậy? Chanh chín ơi. Dương xài loại lớn mới 109 thôi anh. Rồi nói vậy thôi, cho em cái bạch luôn đi. Cho em cái gỗ lại, cho em cái gỗ rồi. Hai còi cồn cũng 2 kg thôi. Người bán thì ta nói vậy thì thôi mình cũng mua luôn đi. Chứ để đi vòng rồi hồi giác mặt lại sao. Mua thì anh cũng là nhà buôn bán mà, nên biết cái hiểu cái cảm giác hết trơn. Đây mà mua trong nguyên cái quán ốc của bạn này luôn. Bạn quán ốc thì giờ bạn làm cái gì đây mà sao mà bạn mua chơi sang dữ vậy, không biết cái gì cũng cồ không, ốc hương cồ, sò huyết cồ. Cái này hay còi loại lớn nhất của nó chắc 10 con của mọi người á, này lúc 10 có loại 7-8 nữa nhưng mà ít quá. Anh cũng đi lảo đảo vài vòng rồi thấy chỗ này có ngay còi nè, mới quay cho mọi người xem. Mấy cái chỗ nói chung là dễ dễ thì anh mới quay, còn những cái chỗ khó mình móc cái điện thoại ra mình quay cái ta không thích, ta tưởng là mình quay phim nè, mình không có mua cái mình cũng chán lắm. Rồi hết khả năng, trong khả năng của mình thôi, hết hai còi cồ rồi. Rồi thôi ăn kết thúc con hai còi. Bữa này ốc tà na nữa. Rồi chạy đâu mất tiêu rồi. Người ơi, bữa nay mua sò điệp con ký này, mua gối này chứ.
Có đẹp này như vậy hả chị? Trăm luôn hả? Ở 180 ngoài 100. Ở 200 ngàn luôn, sao đẹp cồ mọi người ơi. Sò đẹp nè, sò đẹp tươi nha, có loại sò đẹp đông nữa. Trong chợ có sò đẹp đông nữa, người ta bán. Chị em mua 1 ký được không vậy? Mày bán em 1 ký đi. Này em mua 1 ký, nói chung không có giá cả, không có dám thương lượng. Có sò đẹp đông nó chừng 5-60 ngàn nha mọi người. Ủa sò vua này nhiêu chị? 150 hả? Cái này chừng 5-6 con gì không? Thôi là nhỏ. Thôi nhỏ quá. Thôi lấy 1 ký đẹp đi. Không không, em xài lớn. Xài 4 con tới 6 con à. Rồi ok. Để ốc mở thì nó cũng vô giá mọi người. Cũng 230, 24, 250. Cái loại nhỏ nhất 120 cũng chừng ốc mở rồi nè. Ủa sò mai là bao nhiêu? Sò mai nhiêu vậy? Mai 40. Sò mai thì nó mất nước lắm nha. Mọi người mua sò mai thì thông cảm nhưng mà cái vụ mà mất nước. Mua con ngao, con nhiêu mọi người ơi. Ngao cò này nhiêu vậy anh? Cò 120. Con ngoại nhiêu? 90 hả? Con cò đó nó khoảng nhiêu con ký anh biết không? Cò này 10 con. 10 con ký. Trời, các bạn này dặn không biết mua thay như mấy trời. Gỗ ngoài này đó, ngoài này nó 20 hả? Này, này thì nhỏ hơn, nó lộn xộn nè. Lửa lớn vậy chắc được 90 ngàn. Nào, nhiêu này là nhiêu dừa chứ chưa cồ nữa nha mọi người. Rồi ok, là 120 ngàn. Con ngao cồ 10 con, 12 con ký đi. Thấy con nó có nhỏ. Rồi đây bạn này yêu cầu con ngao. Con ngao 15 tới 20 con thôi, giờ ăn cũng lụm cho bạn luôn mà người ta đòi tới 100 ngàn lụm lực. Là... 3 ký mà trên lệch nó lấy đại 3 ký cồ đi. Khối lửa luôn. Lửa này sợ nhiều khi nó nhỏ quá mất công. Không biết nhìn con này đó, khoảng chừng đó. Rồi ok, thôi ăn lấy ngao cò cho bạn luôn nè. Bạn Vũng Tàu nè. Bạn để ngao lớn 15-20 con rồi. Thôi quyết định vậy đi. Mua ngao cò đi. Rồi 120 ngàn nha mọi người. Ủa nhiêu này nhiêu vậy bé gái? Này hỏi giá thôi nha. Nào không mua. Này nhiêu? Ok, vậy rồi bán đồ vậy ok. Có được á. Rồi cảm ơn. Rồi. Rồi đi mua con hàu mọi người ơi, hàu. Hàu thấy ghê quá. Này dính mùn đất sao thấy ghê quá. Ủa giá nhiêu là anh, ba con ở đây nhiêu vậy? 45 à? Nhiêu? 35 à? Ủa ghê gì vậy? Hàu này là hàu ton nha mọi người. Hàu ton là hàu vỏ xe rồi hàu sữa nữa nha, cái này hàu thường hàu ton. 35 ngàn mà nó dơ vậy nó ra tới đồng nó ra tới 37-38. Không biết nó mập hay không ta. Để đi vòng mua mấy này phải tới chỗ quen được. Đi mua con hàu mọi người ơi. Con hàu này thì ăn bó tay luôn, không biết đường coi nó, chỉ biết là con hàu gì thì được. À, vỏ xe hay vỏ to này được chứ mập ốm thua rồi. Người bán rồi biết thôi. Hàu, hàu này hàu thường hay hàu sữa? Hàu thường thôi, hàu thường có không ta? Hàu thường mua cho ghẻ này ta bán quán thôi, không còn hàu sữa. Đó, đó cũng 5 ngàn. Đúng ngoài nhà bạn ơi. Ở ngoài đó cũng 2 ngàn. Trong đó là VIP đó hả? Cái gì đủ thứ giá thì sao mua đây? Hàu này hàu 3 con ký rồi mọi người. Nè cái ruột nó chút ép vậy đây nè. Cái này 45. Hàu này không biết hàu gì luôn.
Ở miệt nào đây? Đó, đó cũng ngon lắm á. Hay không mình ra tìm á là hai đưa cho mình quýt chứ. Ờ. Trò quýt. Có sao quýt cầu không vậy anh? Có nè. Cái đó là cầu của anh rồi đó hả? Trời ơi, quýt chợ rồi, bữa nay nó lớn vậy là lớn rồi. 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 Rồi, vậy là lớn rồi hả? Lớn rồi. Rồi. Tiễn dụ nhỏ. Thì không biết con hàu này là con hàu Long Sơn mọi người ơi. Nó thứ nhất nó mập mà nó sạch lắm. À, các loại hàu ghẻ thì nói chung tiền nào của nấy. Ghẻ thì người ta có một cái gì đó nó mới ghẻ hơn con hàu. Con hàu này thì nó mắc. Cái này ký ba con không? Đừng, đừng gạt nhỏ nha. Đây đưa cân hàu thử đi. Cái cân này còn hạn sử dụng không? Được, ok, ba con cũng 9 lạng cũng được rồi. Lựa lớn chút nữa. Rồi giờ bớt em thôi, lấy 30 kg à. Bớt gì nữa là bớt. Rồi bớt 1.000 đó. Bớt 2.000 luôn. Lột ra. Đứt. Thôi bớt 5.000 đi. Thôi đừng có xàm quá, đưa lại thêm được 7 tầm bãi. 20 kg không? Nhớ mặt ảnh nha mọi người, lại đây trả lần 5.000, đánh trả lần 1.000, 2.000 nha. Không bán liền luôn á. Đâu rồi, lấy em lựa ơi. Rồi thôi giờ ăn kết thúc con hàu đây, ăn lựa cho khách hàng. Rồi ok, thôi giờ ăn đi mua ốc tỏi. Ốc tỏi lớn này như vậy. Ốc tỏi lớn tính có 230 bán 224. Ốc này tỏi không có, còn tỏi nhỏ này. Tỏi. Tỏi 230. Rồi giờ ăn đi mua con sò dương này giá 155.000 mọi người ơi. Ta nói hết lời rồi. Thôi mình cũng mua cho người ta vừa lòng đi. Ăn mua cái 2 kg thôi, nếu mua số lượng nhiều thì ăn mới đi dạo một vòng được. Mua 2 kg à, 5.000 không tới đâu. Nhiều chỗ mình mua nhiều khi có 150, giá 150 nhưng mà người ta cân yếu mình là cũng vô đó à. Cái sò dương này ngậm nước giữ trời lắm. Người mua vũ vũ nhân nè, ta mượn ta cái gỗ rồi mình chổng xuống như này nha. Rồi ok, thì ăn nhận mua hàng cho mọi người thì ăn làm hết cách thôi, hết cách có thể để cho nó giảm khả năng mà mất ký đến mức thấp nhất. Rồi ok, thân kết thúc con sò dương đây. Lựa hoài lựa vũ giật giật nó không có hay cho lắm khúc này. Trời ơi, ốc tỏi nè mọi người ơi, ốc tỏi tới 280.000 luôn nè. Khế này sống hả? Sao nó im ghê vậy? Ờ à, nó còn sống đây, nó nhức nhích đây. Giá nhiêu anh? Khế nhiêu à? 220 hả? Ủa má gì vậy trời? Ở giữa con ốc tỏi với ốc khế này con nào ngon? Ốc tỏi ốc khế con nào ngon? Người ta đưa ra lựa chọn mua hai con này. Khế hả? Khế này ăn sao ra chứ ốc tỏi sao ra? Tỏi thì mắc quá. Lại ốc tỏi thì mắc lắm tư luôn. Hôm nay bớt 200 nên lấy 3 kg. Được anh, thì con máy tôi bớt tính anh. Mấy anh em thì nghĩa tôi bớt 10 ngày tới 21 á. Trời ơi, em cũng chả sợp lắm chứ đó giờ không có mua con khế này. Thôi 200 đi. Không nổi hả? Rồi lấy đại đi. Rồi nói vậy thôi, mình cũng hết lời với mình thì anh cũng hết lời luôn. Lựa lớn lớn cho em ngon đi. Chỗ nào nó ngon á, ngon mà sống cho em nha, đừng lấy chết nha. Đó giờ ít mua ốc khế này. Ủa sao thấy người ta ngâm nước anh để khô queo vậy? Không, cái hàng này bị cho thằng tươi mà nó trong nước kia, trong lúc nước ta lựa mình là ngâm nước á. Mình nó ngâm nước lặng kia. Cái này là chắc sống đúng không? Cái này giúp nào nè. Đó không? Chắc sống nha, để trời. Hôm qua mua trời ơi con nhúm bên kia. Nó nói hàng sống ai ngờ hàng đông lạnh. Đông hả? Tại đông bên này thôi nè, nè, thấy không? 3 kg à anh, 3 kg à. Rồi ok, mấy con này nó nằm trong nước ăn mới thấy nó sống rồi nó chết. Giờ nằm khô vậy thì người ta nói sống rồi, ăn nghe sống nha mọi người. Hôm qua cũng anh chị đó cũng thông cảm nhiều mà mấy con nhum
Anh cảm ơn các khách hàng của anh đã thông cảm cho anh một số chuyện ngoài ý muốn. Rồi thôi anh kết thúc cái con ốc thế. Ủa cái guộc vậy là bán nhiêu? Cái đó cái tính 80 không? 80 hả? Cái đó là tươi hay đông à? Tươi luôn á, lưỡi tươi luôn á. À, lưới nó có 8, lưỡi nó có 80 vậy ta. À, sao vô con vậy nó là bán tới 201 nha mọi người. Giá 201 con ốc khế. Rồi đây con ốc khế mọi người ơi. Ốc khế. Nhiêu vậy anh, giá nhiêu vậy? 120 vậy. Cái cô này này ốc tỏi mắc quá. Cho hai để chọn ốc khế hoặc ốc tỏi. Cô này sao nó im ghê vậy ta? Cô này ốc chết rồi. Ốc đông quá chứ tươi. Cô này ốc đông ha anh, đông chứ phải tươi. Sao nó im ghê vậy? Đông quá tươi thôi vậy anh. Ờ. Đông lạnh. Rồi đông lạnh thì chỉ có giá con 120 thôi mọi người. Rồi tiếp tục đi chợ. Ủa vậy ốc tỏi giá nhiêu vậy? Hồi mai vậy? Mắc quá. Vậy để đi kiếm con ốc kế. Kiếm ốc kế không có mới xài nó được. Càng ghẹ mọi người ơi. Ghẹ mới vô luôn. Ghẹ ngon hơn vậy bà chủ? Hả? Này đây phải không? Mới vô đây phải không? Cò đâu? Cò giá nhiêu? Cái nào cũng 32 hả? Lớn nhỏ vậy hả? Cái loại cò này ăn nó có bị gì không trời? Ngon không? Thấy không? Đừng quảng cáo nha, đồ giỡn cho nhỏ nha. Ủa cái này nó bị vậy là nó bị gì không? Rồi, ok. Không có mùi, không mùi, không vị nha mọi người ơi. Thử luôn không mùi, không vị. lấy em ký này ăn thử coi. Trời càng mới nè. Cái này lúc ta mới lựa ra mới có càng lớn vậy nè, 320.000 nha mọi người. Đây, càng nhỏ hơn cũng 320.000, tùy theo cái ý thích mình. Tùy theo ý thích mình muốn xài cái loại nào. Này ta chỉ lựa sai thôi, mình muốn lấy loại nào mình lấy đó. Có chỗ người ta bán có 200 mấy nha mọi người. Tiền nào của nấy. Thôi cho em cái bịch. Vô cái lấy con ký à. Không cần trả giá nha, mua nhiều có bớt không? Không bớt luôn. Đây. Cái này thì ân không trời ơi. Ở này. Rồi ok thôi kết thúc cái càng ghẻ đây nha mọi người. Quay cho bạn này mua ống hương cồ mà cái này không có hàng tươi rồi. Chỉ có hàng đông lạnh nè, hàng cồ mà đông lạnh không à. Không giác nè. Đông lạnh mà uống 150. Ủa anh ông giác này nhiêu vậy? 250 hả? Mắc dữ vậy. Nên khủng luôn. Ốc hương thì đủ thứ loại, đủ thứ giá luôn. Nè, không mua ốc bu nè, hỏi không hỏi giá cho bạn ốc bu được rồi. Cái này anh quay đi vòng chợ cho mọi người xem cái chợ ốc hôm nay nha. Có bạn này mua ốc móng chừng nữa chứ. Ốc móng chừng này đi thua luôn rồi. Ân cũng quay để cho các khách hàng biết. Ủa bu này nhiêu vậy chị? 85 hả? Bu cò hả? Cò 90. Dừa này 85. Rồi Ân cũng hỏi cho bạn này vừa lòng ở chỗ này chị này quen. Ủa phải là chim đó hả? Là chim hết. Rồi ốc móng tay thì bạn có ốc móng chân. Đây con móng tay. Tập phim coi hôm nay tại đây mọi người ơi. Chúc mọi người có một buổi xem đi chợ thì phải vui vẻ. Rồi mọi người đi chợ thì y chang hơn vậy đó. Có một số cái thì đừng nên nha. Như mua lẻ lẻ thì đừng có nên trả giá nhiều. Ăn thì đó ăn trả vui thôi. Vui mà những ngày mà cũng được. Cũng được người ta cũng bớt. Rồi thôi ăn tạm biệt mọi người. Nếu mọi người muốn ăn hải sản các món ăn gì đó thì liên hệ ăn nha. Rồi tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong cái tập mới nhất nha.